Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 63 Bắc Tống Phong Lưu. Quý vị và các bạn đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 63 Bắc Tống Phong Lưu. Người tới chính là Điện Phó Soái Hà Trùng. Chỉ thấy y đang mặc quan phục, cưỡi một con ngựa đen, dẫn theo hơn 40 kỵ binh chạy nhanh tới. Quả nhiên là uy phong bắt diện, không ai bì nổi. So sánh đôi bên, mã phó soái của chúng ta cưỡi lừa, tất nhiên là yếu hơn rất nhiều. Ngoại trừ Ngưu Cao ra, binh sĩ bên thị vệ mã bắt đầu có chút khiếp đảm. Không nói tới Điện Tiền Tư vốn cao hơn thị vệ mã một bậc, riêng về nhân số, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Trần Húc mừng rỡ reo lên. Phó soái, chúng tôi ở đây. Lý Kỳ cười ha ha. Trần giáo đầu. Không cần phải nôn nóng, có việc gì chúng ta cứ từ từ thương lượng. Trần Húc tưởng rằng Lý Kỳ đã sợ, cười nói. Xin lỗi rồi, hiện tại không phải do ta định đoạt, đương nhiên cũng không phải do ngươi. Mã Kiều khó chịu, dí đao vào sát cổ y. Thằng nhãi người nói nhảm thật là nhiều, có tin ta cắt đầu lưỡi của ngươi không? Đúng là tên điên. Trần Húc tâm kinh nhục khiêu, không dám nhiều lời nữa. Lý Kỳ nhún vai, rành mãi nói. Thôi, ta không thương lượng với người nữa, miễn cho ngươi lại trở thành một tên cầm. Trong nháy mắt, Hà Trùng đã dẫn theo người chạy tới. Y vung tay lên, người của y lập tức bao vây tất cả người của Lý Kỳ lại. Hà Trùng rất uy nghiêm nhìn một vòng, lạnh lùng nói, dừng tay cho ta. Phó soái hãy cứu tị chức. Trần Húc tranh thủ thời gian kêu lên. Hà Trùng thấy người của mình bị người khác dùng đao gác ở cổ liền giận dữ, chỉ vào Mã Kiều quát. Người là ai? Không nghe bản soái nói gì sao? Mà bỏ đao xuống. Mã Kiều mặc kệ y, đưa mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn gật đầu mới cất lại đao vào bên hông của Trần Húc, thở dài. Ngay cả đao của mình còn không biết giữ, thật không biết làm sao ngươi leo lên được cái tới chức giáo đầu. Người này đúng thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Lý Kỳ làm như không nghe thấy, cười hì hì, hướng Hà Trùng chắp tay nói. Nguyên lai là Điện Phó Soái, thật lễ. Nói xong hắn phân phó cho lính của mình. Các người còn không mau hướng Điện Phó Soái hành lễ đi, chớ như những người khác, ngay cả quy cầu cơ bản đó đều không làm được. Đám người Ngưu Cao nghe vậy lập tức hành lễ. Tề chức tham kiến Điện Phó Soái. Lời này khiến cho khuôn mặt của Trần Húc lúc trắng lúc đỏ, giống như là đại tiện không thuận vậy. Hà Trùng làm bộ như giờ mới nhìn thấy Lý Kỳ. Thì ra là mã phó soái cũng ở đây, hữu lễ, hữu lễ. Lý Kỳ nhún vai, buồn bực nói. Không có biện pháp à? Người của các ngươi bắt cóc người của ta, là phó soái, ta chỉ có thể tới đây xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bắt cóc, chính ngươi sai người bắt cóc ta mới đúng. Trần Húc thiếu chút nữa tức giận tới ngất đi, vội la lên. Ngươi thối lắm. Sắc mặt Lý Kỳ lạnh lẽo. Có ai không? Kéo Trần Húc ra ngoài, chém. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều sững sờ. Đám người của Điện Tiền Tư càng choáng váng. Rõ ràng bên mình nhiều người hơn, sao giống như là các ngươi bao vây chúng ta vậy? Rốt cuộc là có thiên lý hay không? Không chỉ nói là Điện Tiền Tư, mà ngay cả đám người Ngưu Cao cũng thẫn thờ nhìn Lý Kỳ như muốn nói. Chém thật à? Lý Kỳ phẫn nộ quát. Các người còn ngẩn ngơ cái gì? Không nghe thấy mệnh lệnh của bản soái à? Chậm đã. Hà Trùng nao nao, vội nói. Lý Kỳ nhấn mày, rảnh nói. Lẽ nào Điện Phó Soái muốn bao che cho thủ hạ? Vừa rồi chính tai người nghe thấy y mở miệng vũ nhục ta. Tôn ti chẳng phân biệt được, mắt không có thượng quan. Ta đây là giúp các người thanh lý đồ bỏ đi này. Nếu Điện Phó Soái muốn cảm ơn ta, thì ta đây tầm lĩnh. Cảm ơn ngươi. Ngươi muốn chém người của ta, ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi cũng quá đề cao mình đi. Trong lòng của Hà Trùng thầm mắng Trần Húc ngu xuẩn, dẫn ai không dẫn lại dẫn tới kẻ điên này. Còn khiến cho hắn bắt được tay cầm. Y cười ngượng ngùng. Là do ta quản giáo không nghiêm. Mã phó soái đừng chấp nhặt vậy. Lý Kỳ hừ một tiếng quay đầu đi, rõ ràng không thỏa mãn với câu trả lời của Hà Trùng. Hà Trùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Trần Húc nói. Trần giáo đầu, ngươi thật to gan, dám mang mã phó soái, còn không mau hướng mã phó soái xin lỗi. Trần Húc không dám cãi lệnh của Hà Trùng, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi Lý Kỳ. Tề chức nhất thời lỗ máng, chống đối với mã phó soái, mong mã phó soái thứ tội. May cho các người, là người bên ta ít hơn, còn có cả thương binh. Khoản sổ sách này, tạm tính đó, ngày khác ta lại tới tìm người. Lý Kỳ trầm mặc một lúc mới nói, cũng được, để mặt phó soái tạm tha cho ngươi lần này. Lần sau nếu tái phạm, thì đừng trách ta không nói tình cảm. Dạ, dạ. Trần Húc vội gật đầu, trong lòng lại rất nghi hoặc. Từ trước tới nay, Điện Phó Soái chưa từng để mã soái vào mắt. Vì sao lại cố kỵ một tên phó soái như vậy? Xông lên bắt hắn là xong rồi, còn gì nữa? Đám người Ngưu Cao thấy vậy đều nhẹ nhàng thở ra.
Lương Hùng cũng như chút được gánh nặng. Với tình huống như bây giờ, chỉ cần một câu không hợp là khả năng động thủ rất lớn. Đến lúc đó, bên mình chắc chắn là thiệt thòi, thầm nghĩ. Vị phó soái này đúng là không sợ trời, không sợ đất, động một chút lại bắt người, dù bất kể đó là ai. Hà Trung híp mắt hướng Trần Húc hỏi. Trần giáo đầu, vừa rồi mạng phó soái nói rằng các người bắt cóc người của hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn... hồi bẩm phó soái, tỷ chức sao dám làm chuyện đó? Lần này Trần Húc rất cẩn thận tìm từ, kể lại chuyện vừa nãy Mã Kiều dùng đao uy hiếp, xong lại nói. Phó soái, tỷ chức không dám phạm thượng, vì vậy mới để tên kia có cơ hội, đã khiến điện tiền tư của chúng ta mất mặt. Thỉnh phó soái trách phạt. Mẹ thằng nhãi này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là bên đi sai, mới bị Mã Kiều bắt. Hiện tại lại nói là không dám phạm thượng, mẹ ngươi. Làm người sao có thể vô sỉ tới cảnh giới đó? Lý Kỳ cười nói. Trần giáo đầu thật có tài ăn nói, có thể nói đen thành trắng, Lý Kỳ tâm phục khẩu phục. Trần Húc thản nhiên nói. Từng câu từng chữ của tị chức đều là thật, không dám nói loạn. Hà Trung ừ một tiếng. Mã phó soái, ngươi sai người dùng đao khống chế thủ hạ của ta, điều này có phải không hợp quy củ? Lý Kỳ cười đáp. Người của ngươi vô duyên vô cớ ngăn cản người của ta, điều này chẳng lẽ đúng với quy củ? Một phó soái như ta lại bị một giáo đầu bao vây, nếu không giáo huấn y một trận, về sau ta còn mặt mũi gì đối diện với các huynh đệ? Ai, lời ấy của Mã phó soái sai rồi. Đám người Trần giáo đầu đã mất 3 ngày 3 đêm để truy đuổi con gấu kia. Theo lý con gấu đó nên giao cho bọn họ. Bọn họ cũng chỉ muốn đòi lại con gấu đó thôi, chứ thật lòng không muốn khó xử các ngươi. Cho nên sao có thể nói là vô duyên vô cớ chặn đón người của ngươi được? Hà Trùng nói. Y nói là 3 ngày là 3 ngày. Vậy thì ta nói ta đã bố trí 1 tháng. Thiệt là. Con gấu này do ai bắt được thì thuộc về người đó. Vì bắt con gấu đó mà người của ta đã bị thương ở chân. Hơn nữa bẫy dập là do các ngươi bố trí. Vậy mà các ngươi lại muốn cầm con gấu đó đi. Thật không khỏi quá bá đạo đi à? Lý Kỳ cười lạnh. Hà Trùng thực sự không muốn nảy sinh xung đột với Lý Kỳ, nhưng y cũng không thể cứ thế mà buông tha. Bằng không mặt mũi của y sẽ mất hết. Y híp mắt nói. Mã phó soái nói có lý. Được rồi. Y dừng một chút lại cao giọng nói. Dẫn toàn bộ người ở đây về, để ta tra xem thực hư thế nào rồi hãng quyết định. Lý Kỳ sững sờ hừ lạnh. Điện phó soái, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Hà Trùng cười ha ha. Mã phó soái chớ hiểu lầm. Ta chỉ muốn tra rõ trắng đen mà thôi. Ngươi đương nhiên không cần đi. Nhưng ngươi yên tâm, Hà chúng ta làm việc từ trước tới nay đều xử theo lý lẽ công bằng. Người của ngươi tốt, người của ta cũng thế, ta đều đối xử như nhau. Đợi điều tra rõ sự tình, ta sẽ phái người đưa lính của ngươi về doanh. Mẹ, chơi trò này với lão tử ha? Tưởng ta ngu vậy à? Con mẹ ngươi, còn xử lý theo lẽ công bằng. Công bằng cái mốc khỉ. Nếu người của lão tử đến chỗ của ngươi, con mẹ ngươi còn không chỉnh bọn họ một trận. Trắng đen cũng đều do các ngươi định đoạt, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lý Kỳ bị chỉ số thông minh của Hà Trùng làm cho tức giận, cười nói. Thế thì tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, ta muốn mời người của ngươi tới chỗ ta một chuyến. Ngươi yên tâm, từ trước tới nay là... ta là người làm việc theo lẽ công bằng mà. Đợi điều tra xong thực hư, ta sẽ đích thân sai người đưa lính của ngươi trở về. Ngươi thấy có được không? Hà Trùng cười nói. Thực ra đi đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng người của ta nhiều như vậy, nếu phó soái mang hết về để hỏi thăm, chỉ sợ phải mất vài ngày, quá phiền toái đi. Điện tiền tư của chúng ta cũng không rảnh rỗi như thị vệ mã của các ngươi. Chúng ta phải tùy thời bảo vệ hoàng thượng. Thị vệ thường trực cũng không thể đơn giản thay đổi. Ta thấy không nên làm phiền phó soái. Đám người của điện tiền tư hất cao đầu nhìn Lý Kỳ, kiêu ngạo tới rối tinh rối mù. Mẹ, dùng hoàng thượng dọa ta. Lão tử lại sợ cái chim. Lý Kỳ cười lạnh. Ngươi đây là lấy đông hiếp yếu có phải không? Hà Trùng như đã nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Đâu có, đâu có. Ta đây cũng chỉ là làm việc theo lẽ công bằng. Còn mong mã phó soái đừng làm chậm trễ công việc của ta. Lý Kỳ híp mắt cười nói. Nếu ta không đồng ý. Nếu mã phó soái muốn chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, Hà Mỗ tự nhiên sẽ cho ngươi mặt mũi. Chỉ cần ngươi lưu lại con gấu đó là được. Nếu chúng ta muốn cả con gấu đó, vậy thì Hà Mỗ phải đắc tội rồi. Hà Trung tươi cười đáp. Mà người của y đã bắt đầu chậm rãi đi tới. Đám người Nghiêu Cao cũng rút ra vũ khí. Không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Lý Kỳ không sợ việc này náo lớn. Dù sao hiện tại hắn đang mang bên người lợi ích của nhiều người, nếu hắn xảy ra chuyện gì tự nhiên sẽ có người bảo vệ hắn. Giờ hắn sợ nhất chỉ là đánh không lại, dù sao đối phương có quá nhiều người, hắn liền lặng lẽ ra dấu cho Mã Kiều. Mã Kiều và Lý Kỳ đã đạt tới cảnh giới ăn ý, lập tức hiểu ra Lý Kỳ muốn bắt giặc phải bắt vua trước, liền quăng ánh mắt lại, ý bảo không có vấn đề gì. Lý Kỳ được Mã Kiều bảo đảm, lòng tin tăng nhiều, hướng Nghiêu Cao nói.
Ngưu giáo đầu, vừa rồi không phải ta bảo các ngươi cầm đồ đạc về rồi chịu phạt sao? Còn sững sờ đó làm gì? Đương nhiên, nếu có người ngăn cản các ngươi ta chấp hành nhiệm vụ, thì các ngươi muốn làm thế nào thì làm, có bản soái gánh vác cho các ngươi. Ngưu Cao nghe thấy Lý Kỳ sẵn sàng làm chỗ dựa, liền vung tay lên. Đi thôi. Bá, bá, bá. Người của Điện Tiền Tư lập tức rút binh khí ra ngăn cản đám người Ngưu Cao. Một người nói. Không có lệnh của phó soái, các ngươi không ai được phép rời đi. Lý Kỳ vốn ưa thích tiên phát chế nhân, liền nháy mắt ra dấu cho Mã Kiều, bảo y lập tức động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm như gà trống phá vỡ bầu không khí khẩn trương. Thánh chỉ tới. Hạ Trùng giật mình thầm nghĩ, lẽ nào việc đã kinh động tới hoàng thượng? Quay đầu nhìn, chỉ thấy lại có một nhóm người, bao gồm 4-5 nam tử mặc chế phục bảo vệ một cỗ kiệu, đi theo sau là vài tiểu thái giám. Hạ Trùng lập tức ra lệnh cho bộ hạ thu vũ khí lại, Lý Kỳ cũng ra hiệu cho Mã Kiều đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thánh chỉ tới. Trong nháy mắt, cỗ kiệu đã đi tới trước mặt mọi người. Một người đi ra từ trong cỗ kiệu chính là Lương Sư Thành, đích thần ông ta tới. Hạ Trùng thấy, vội vàng cùng với thủ hạ xuống ngựa hành lễ, tề chức tham kiến Lương đại nhân. Lương Sư Thành giống như rất sốt ruột, căn bản không để ý tới bọn họ, ánh mắt quét qua đám người, bỗng tập trung ở Lý Kỳ, tranh thủ thời gian. Hoàng thượng khẩu dụ, thuyền thị vệ mã phó đô chỉ Lý Kỳ lập tức tiến cùng diện thánh. Tiến cùng diện thánh, Lý Kỳ không dám tin vào tai mình, mở to mắt trừng Lương Sư Thành. Lương Sư Thành thấy Lý Kỳ còn ngốc ở đó thì vội nói, mã phó soái, chúng ta mau đi thôi, hoàng thượng đợi sắp không nhịn được rồi. Lý Kỳ nao nao, tâm niệm vừa động, quản y cái khỉ gió, trước tiên tính toán khoản sổ sách này với Điện Tiền Tư đã. Hắn ủy khuất nói, Lương đại nhân, không phải là hạ quan không muốn theo ngài, chỉ là điện phó soái muốn ta đi cùng y tới Điện Tiền Tư giúp đỡ điều tra. Ngài xem, nếu không có lệnh của điện phó soái, hạ quan cũng không dám động đậy. Trong lòng của Hạ Trùng không ngừng kêu khổ, âm thầm mắng 18 đời tổ tông của Lý Kỳ. Hoàng thượng bảo ngươi tiến cung, cho dù lão tử có 10 cái đầu cũng không dám ngăn cản ngươi. Huống hồ lão tử cũng chưa từng nói muốn mời ngươi quay về giúp đỡ điều tra. Là chính ngươi chết sống không đi, hiện tại lại ở trước mặt Lương đại nhân giả trang ủy khuất. Ngươi đây chẳng phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Thật quá vô sỉ mà. Lương Sư Thành hơi sững sờ, lúc này mới để ý tới đám người Hạ Trùng, liền mắng. Hạ Trùng, ngươi đang làm cái gì vậy? Muốn tạo phản à? Từ trước không dám. Hạ Trùng quỳ một chân xuống, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ha ha ha. Vận khí của mình thật quá, còn mẹ nó tốt, thánh chỉ tới thật đúng lúc. Lý Kỳ chứng kiến cái bộ dáng kinh ngạc này của Hạ Trùng, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, rảnh nói. Lương đại nhân, là như vậy. Gần đây hạ quan tính toán nghiên cứu một món ăn mới cho hoàng thượng, cho nên mới bảo thuộc hạ lên núi bắt một con gấu. Nhờ hoàng thượng phù hộ, vừa rồi thuộc hạ của hạ quan có bắt được một con. Nhưng điện phó soái cũng muốn con gấu đó, cho nên y muốn mời chúng tôi tới chỗ cổ y để thương lượng. Hy vọng chúng tôi có thể giao con gấu đó cho y. Hạ quan cũng khó xử à? Đám người Lương Hùng, Ngưu Ca vừa nghe đều không hẹn mà cúi đầu xuống, cố nhịn cười. Tài biện chuyện của vị phó soái này thật lợi hại, chết cũng có thể nói thành sống được. Hạ Trùng tức giận thiếu chút nữa thì phun ra máu. Cần mẹ ngươi, không thể bớt vô sỉ một chút à? Vì hoàng thượng nghiên cứu món ăn mới, ai thèm tin chứ? Còn mẹ ngươi, sao không đi chết đi? Hiện giờ trên trán của Lương Sư Thành đầy mồ hôi vì phải đi quãng đường dài. Ông ta vừa tới thị vệ mã tư, lại tới quân doanh, làm trễ nải không ít thời gian. Hiện tại đâu dư hơi để quản những chuyện đó. Hơn nữa ông ta cũng biết hoàng thượng thường xuyên tới Túy Tân Cư ăn cơm, nên liền tin là thật, xiên eo chỉ vào Hạ Trùng cả giận nói: "Tốt, tốt, Hạ Trùng, ngươi lá gan thật không nhỏ, các ngươi đi theo ta tới đại điện để hoàng thượng định đoạt." Lý Kỳ gật đầu. Lương đại nhân nói chi lý. Lương đại nhân, chút việc nhỏ ấy tị chức sao dám phiền hoàng thượng, qua tị chức điều tra, tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hạ Trùng tranh thủ thời gian chặn họng của Lý Kỳ. Hiện tại y đã sợ tới mức toàn thân phát run, nếu thực sự kéo tới chỗ hoàng thượng thì cho dù thái tử cũng không cứu được y. Lương Sư Thành rõ ràng chỉ dọa y, quát: "Vậy ngươi còn không sai người tránh được?" "Vâng vâng." Hạ Trùng vội vàng vung tay, đám binh lính của y vội lùi ra thật xa. Lý Kỳ hướng Hạ Trùng lại hỏi: "Điện phó soái, còn con gấu kia?" "Đương nhiên là của ngươi." "Vậy người của ta?" "Người của ngươi đương nhiên là do ngươi bố trí, không cần phải hỏi ta." Hạ Trùng cắn răng nói: "Thực nghe lời." Lý Kỳ mỉm cười chắp tay nói: "Vậy thì đa tạ điện phó soái cho đi." "Không dám, không dám." Lý Kỳ hướng đám người Ngưu Cao nói: "Các người lập tức quay về doanh chịu phạt, ta theo Lương đại nhân tiến công diện thánh." "Vâng." Ngưu Cao phụ giúp thuộc hạ đẩy xe ngây ngang đi về hướng thành, đám người Điện Tiền Tư đứng một bên cúi đầu, thật là mất hết mặt mũi. Giải quyết xong Điện Tiền Tư, Lý Kỳ lại cảm thấy không yên bất an. Ở thời này nhận được thánh chỉ chưa hẳn là một việc tốt. Lý Kỳ nhớ không ra mấy ngày này mình có làm được việc tốt đẹp gì không. Việc xấu ngược lại không ít.
trêu chọc đại học sĩ của Hàn Lâm Viện, trình đám người Hà Trùng. Nhưng thánh chỉ tới đột ngột như vậy khiến hắn không khỏi chột dạ, liền hướng Lương Sư Thành hỏi: "Lương đại nhân, hoàng thượng thực sự triệu hạ con vào cung?" Lương Sư Thành không vui nói: "Phó soái, lời này của ngươi có ý gì? Lẽ nào chúng ta dám giả mạo thánh chỉ chắc?" Hạ quan không có ý đó. Lý Kỳ cười ngượng ngùng: "Điều này cũng đúng, giả tạo thánh chỉ thì chính là tội chết. Đã thánh chỉ không phải là giả, vậy vì sao hoàng thượng lại vội vã muốn gặp mình như vậy? Không phải để cho mình giống Lương Sư Thành chứ?" Lý Kỳ không dám nghĩ tiếp, thấp thỏm hỏi: "Lương đại nhân, hoàng thượng tuyên hạ quan vào cung làm gì?" Lương Sư Thành không nhịn được nói: "Người tới chẳng phải biết liền sao? Mẹ ngươi nói nhiều thêm một câu chẳng lẽ chết à?" Lý Kỳ ném cho ông ta một cái nhìn khinh khỉnh. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ tới hoàng cung. Tường thành cao lớn, chắc chắn, cấm vệ quân cầm đao sáng như tuyết. Hai đội cấm quân ăn mặc chỉnh tề, mắt hổ cảnh giác, uy nghiêm đứng ở hai bên, khí thế rất là hùng vĩ. Cứ đi một đoạn lại gặp một đội tuần tra, có thể nói là canh phòng rất nghiêm khắc. Nhưng tiếc rằng Lương Sư Thành không cho hắn có một cơ hội tham quan, vừa đi vừa thúc giục khiến cho Lý Kỳ buồn bực không thôi. Lý Kỳ mơ mơ màng màng đi theo Lương Sư Thành tới trước cửa đại điện, đợi Lương Sư Thành đi vào thông báo, sau đó hắn được một thái giám dẫn vào. Lúc nhìn thấy khung cảnh trong đại điện, hắn rùng mình một cái. Trận chiến thật lớn, không phải chỉ để tiếp đón mình đấy chứ. Chỉ thấy Tống Huy Tông mặc hoàng bào ngồi trên ghế rồng, khí thế phi phàm. Đứng phía dưới là các đại thần Vương Phủ, Triệu Hoàn, Triệu Giai, Bạch Thế Trung, Lý Bang Ngạn, Thái Thao, người nào cũng quyền cao chức trọng. Mặt khác, đứng đối diện Vương Phủ là một vị nam tử trung niên mặc trang phục khác lạ, nhìn qua trang phục giống như là người dân tộc thiểu số đời sau. Lương Sư Thành thấy Lý Kỳ lại sững sờ, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng. Lý Kỳ nào nào vội vàng hành lễ: "Vi thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Trong lòng lại không yên bất an. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, đừng có dọa ta. Bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Tống Nguyên Tông nhìn Lý Kỳ, thấy vẻ mặt của hắn đầy sợ hãi thì khóe miệng lộ nụ cười, không thể tưởng tượng được tiểu tử này cũng có lúc sợ hãi. Y hỏi: "Lý Kỳ, ngươi có biết vì sao hôm nay chấm gọi ngươi tới không?" "Ngươi không nói, lão tử biết hết đấy là được." Lý Kỳ hành lễ: "Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần không biết." Tống Nguyên Tông nhìn sang một thái giám đứng bên cạnh, đưa cho hắn: "Tuân mệnh." Thái giám này bưng một cái khay tới trước mặt Lý Kỳ, rồi xốc tấm vải màu vàng lên. Chỉ thấy bên trên có một thứ màu trắng như tuyết, có hình bán nguyệt. Tống Huy Tông hơi khẩn trương hỏi: "Ngươi có biết thứ đó không?" Lý Kỳ ngẩng đầu lên, không khỏi kinh hô: "Bạch Yến." Lại tranh thủ thời gian dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn một lát, xác thực là Bạch Yến, thứ còn đắt hơn cả vàng. Đây là lần đầu tiên lão tử thấy Yến xào tinh khiết như vậy, thật không dễ dàng à. Nam tử mặc dị phục kia bỗng đứng ra nói: "Vị đại nhân này, thứ đó tên là yến xào, tuy nhiên gọi là bạch yến cũng đúng." "Mẹ ngươi, bạch yến chính là một loại yến xào. Thôi, để ngươi ăn mặc như nhà quê, lão tử không so đo với ngươi." Lý Kỳ cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Tống Huy Tông mừng rỡ nói: "Lý Kỳ, ngươi đã từng thấy qua vật đó." "Hỏi gì lạ vậy?" Lý Kỳ kinh ngạc. "Hoàng thượng không biết bạch yến này sao?" Tống Huy Tông hơi lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu nói: "Đây là lần đầu tiên trẫm nhìn thấy." "Không phải chứ? Lẽ nào thời này không có món nào nấu với yến sao?" "Cũng đúng, lúc lão tử đi dạo phố hình như không thấy có chỗ nào bán món yến xào. Nhất định là thời này còn chưa lưu hành cái món đó. Ai, đồ cực phẩm như vậy lại không có ai biết, thật là lãng phí của trời ai." Lý Kỳ cười nói: "Hoàng thượng, vật này chính là cực phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí còn đắt hơn cả vàng." Nam nhân mặc dị phục cười ha ha: "Kiến thức của vị đại nhân này thật là quảng bác." Vương Phủ hơi khinh thường nói: "Đắt hơn vàng, điều này sao có thể? Không phải ngươi nói quá đấy chứ?" "Văn hóa kém, đúng là đáng sợ." Lý Kỳ âm thầm khách sáo Vương Phủ một phen. "Vương tướng, đứng trước hoàng thượng, hạ quan không dám nói bừa." Tống Huy Tông cũng rất hiếu kỳ hỏi: "Lý Kỳ, ngươi đã biết vật đấy, vậy ngươi có thể nói cho trẫm nghe về bạch yến này?" "Vâng." Lý Kỳ thi lễ một cái. "Bạch yến thực ra là một loại yến xào, mà yến xào chính là tổ của chim yến, được tạo thành từ nước bọt của nó. Tổ yến thường được xây ở vách đá hoặc hang núi. Yến xào có màu trắng tinh khiết, non, mịn, đầy đặn, được gọi là bạch yến. Thứ này là do tự nhiên tạo thành, không thể tự làm, quả thực là thiên kim khó cầu." "Không sai, không sai." Nam tử mặc dị phục kia hưng phấn vỗ tay một cái. "Vị đại nhân này nói không sai chút nào. Yến xào này là do ngư dân của nước chúng tôi lấy được từ một hang núi ở đảo. Ăn nó vào sẽ khiến cho da mặt tươi tắn, khí lực dồi dào, cho nên nó còn được gọi là tiên đan. Vị đại nhân này chỉ liếc mắt thôi đã có thể nói ra được xuất xứ của yến xào rồi. Kiến thức thật bất phàm, cao kiệt khâm phục không thôi." "Đổ mồ hôi, không phải bạch yến sao? Có cần ngươi phải thổi phồng lên như vậy không?
khiến ta phải ngại ngùng. Lý Kỳ cười thở dài nói, đâu có đâu có. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha ha. Cao kiệt, đại tống của chấm địa linh nhân kiệt, chỉ là một yến xào, làm gì có chuyện không có người nào biết. Người nói nó là tiên đan, không khỏi quá đề cao nó rồi. Cao Kiệt hành lễ, bệ hạ minh giám, những lời hạ quan nói đều là sự thật, không có nửa câu dối trá. Vương Phù bỗng đứng ra nói, Hoàng thượng, vi thần có một lời, không biết có nên nói ra hay không. Tống Huy Tông cười nói, Ái Khanh cứ nói, đừng ngại. Vương Phù nhìn Lý Kỳ, nếu Lý Kỳ nói là thật, vậy thì yến xào này chẳng phải là làm từ nước nhãi của con chim yến. Hoàng thượng là vạn kim chi thể, há có thể ăn những thứ dơ bẩn đó. Tống Huy Tông nhớn mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét, gật đầu. Ái Khanh nói có lý. Cao Kiệt vội giải thích, lời ấy của Vương Tương sai rồi. Tuy yến xào là làm từ nước nhãi của chim yến, nhưng không hề ảnh hưởng tới sức khỏe. Cao thừa tướng của nước Đại Lý chúng tôi đặc biệt phái ta tới để dâng cho bệ hạ, mong bệ hạ minh giám. Lý Kỳ ngẩn ra, nhìn sang Cao Kiệt. Tống Huy Tông nhấc tay, ngăn cản hai người tranh cãi, hướng Lý Kỳ hỏi. Lý Kỳ, lời của Vương Tương, ngươi thấy như thế nào? Lý Kỳ khẽ cười. Vi thần không dám gật bừa. Ơ, Tống Huy Tông nhớn mày. Nhưng chính ngươi vừa nói yến xào là làm từ nước nhãi của chim yến, như vậy làm sao mà ăn được? Lý Kỳ đáp. Hoàng thượng, giá trị của thực vật mấu chốt ở chỗ nó có lợi cho sức khỏe hay không? Chẳng hạn mật ong cũng có nước nhãi của ong, mà hoàng thượng cùng các vị đại nhân không phải là thường xuyên ăn nó thôi. Món yến xào này có rất nhiều chỗ tốt cho sức khỏe, giá trị của nó mật ong không thể so sánh. Nó chính là loại thuốc quý hiếm, có thể bổ phổi nuôi âm, bổ hư nuôi dạ dày. Phụ nữ có thai uống nước yến xào còn có thể an thai, nữ nhân uống vào có thể dưỡng nhan ích thọ. Nó có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Về hương vị thì càng mỹ vị vô cùng, rất là đặc trưng. Các vị đại thần nghe xong đều hít một hơi khí lạnh, mà ngay cả Cao Kiệt cũng sững sờ. Hôm nay y mới biết thì ra yến xào lại có nhiều chỗ tốt như vậy. Nếu là vậy, thật vậy thì chẳng khác gì tiên đan. Tống Huy Tông vui vẻ, bỗng nhiên lại hiếu kỳ hỏi. Người nói yến xào rất là mỹ vị. Đúng vậy. Lý Kỳ gật đầu, Tống Huy Tông nhấn mạnh. Vậy vì sao vừa rồi chậm thử nếm, hương vị nhàn nhạt, không có gì lạ cả. Ơ? Lý Kỳ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Hoàng thượng đã thưởng thức có yến xào. Tống Huy Tông gật đầu. Không sai. Vừa rồi chậm sai ngự thiện phòng làm một ít, tuy nhiên hương vị không được tốt lắm, cho nên mới bảo ngươi tới xem thử. Cao Kiệt cũng cảm thấy rất tò mò hướng Lý Kỳ hỏi. Lý đại nhân, dân chúng đại lý chúng tôi tuy gọi nó là tiên đan, nhưng hương vị của nó quả thực rất bình thường. Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ không nghĩ ra được nguyên nhân ở đâu. Nếu đang ở Túy Tiên Cư, hắn có thể lừa dối bọn họ vài câu. Nhưng ở một nơi nghiêm túc như vậy, hắn không dám nói bừa, cẩn thận hỏi. Hoàng thượng, không biết vị thần có thể nhìn xem các vị ở ngự thiện phòng làm biến rào như thế nào không? Đương nhiên có thể. Tống Huy Tông gật đầu, phất tay. Lập tức có một thái giám bưng một nồi đất đi tới trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ nhìn thấy bên trong, chỉ thấy đó là một nồi cháo trắng giống như là cháo hoa vậy, khẽ nhíu mày lạ hỏi. Hoàng thượng, xin hỏi bát cháo bạch yến này là do ai làm? Tống Huy Tông đáp. Là Tả tổng quản tự mình làm. Tả đại ca làm, chắc là không tội à? Lý Kỳ biểu lộ có chút khó xử. Hoàng thượng, vi thần có thể nếm qua không? Đương nhiên là có thể. Lý Kỳ cầm lấy thìa, múc một thìa bỏ vào miệng, cẩn thận nếm nếm. Xác thực là không có hương vị gì, hơi trầm ngâm liền hiểu ra. Ở hậu thế, bình thường yến xào đều đã được gia công, bên trong sẽ cho thêm một ít nguyên liệu như là ngân nhĩ, cho nên hương vị hơi ngọt. Nhưng ở thời này, yến xào đều là sản phẩm tinh khiết, hương vị chẳng những nhạt lại có ít mùi. Ngay cả hoàng thượng còn chưa từng nghe qua yến xào, chắc hẳn Tả Bá Thanh cũng chưa từng nghe qua. Đây là lần đầu tiên y làm, không biết hương vị của nó như thế nào, nên không dám nấu linh tinh. Phòng trưng chính là bỏ vào nồi đun trực tiếp. Là thật không ngờ, tiên đan mà Cao Kiệt nói bản thân nó không có hương vị, cho nên hoàng thượng mới phê bình kín đáo hương vị của món yến xào. Mà cũng thật là lãng phí tài nguyên. Thôi, ta giúp các ngươi làm vậy. Đồ tốt như vậy, dù hương vị không được tốt lắm, nhưng Lý Kỳ cũng không nỡ làm hỏng, tự hỏi một phen. Lại nếm thêm một thìa. Đám người của Tống Huy Tông còn tưởng rằng hắn đang tự hỏi nguyên nhân, đều lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, Lý Kỳ đã ăn hết nồi cháo bạch yến, ợ vài cái, cười thầm. Mệt nhọc nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng được bồi bổ. Hắn hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, qua vi thần điều tra cẩn thận, thấy nồi cháo bạch yến này chỉ là làm không đúng mà thôi. Hả? Tống Huy Tông nhớn mày phân phó, vậy ngươi nhanh đi làm cho chậm nếm thử. Cao Kiệt không biết Lý Kỳ là người phương nào, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, vị đại nhân này chẳng lẽ còn biết nấu nướng? Tống Huy Tông cùng với các vị đại thần đều cười ha hả, nếu hắn không biết nấu nướng, chỉ sợ cả đại tống không ai biết nấu nướng.
Yến Rào, hay còn gọi là Tổ Yến. Đối với lịch sử Yến Rào, Lý Kỳ biết tới thời Minh mới có ghi lại món này. Nghe nói người Trung Quốc đầu tiên ăn món Yến Rào chính là Trịnh Hòa, người đã từng giăng thuyền đi về Tây Dương. Nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hiện tại xem ra món Yến Rào này thật ít ai biết. Tuy nhiên, đối với một đầu bếp tới từ đời sau như Lý Kỳ, vậy thì là điều quá đơn giản rồi. Nói thật, hắn rất ít khi ăn Yến Rào, thỉnh thoảng ăn một hai miếng mà thôi. Bởi vì hắn còn trẻ, không cần phải quá tầm bổ. Cha mẹ hắn ngược lại thường xuyên ăn. Dù sao đã lớn tuổi rồi, nhà lại có điều kiện, đương nhiên nên tầm bổ. Còn cha vợ của hắn, dù điều kiện rất tốt, nhưng cha vợ của hắn lại thích uống rượu hơn. Hàng ngày sống mơ mơ màng màng, đến đêm lại chơi bời, thật sự là không có thời gian để ăn những thứ bổ dưỡng đó. Dù ăn ít, nhưng không có nghĩa là Lý Kỳ ít khi làm. Phải biết rằng, đối với những vị khách tới khách sạn 5 sao ăn cơm, Yến Xào chỉ như cơm bữa. Đại giang Nam Bắc, đủ loại hương vị, Lý Kỳ đều từng làm. Cho dù là món ăn giả Yến Xào, hắn cũng biết làm. Hơn nữa, không khác gì đồ thật. Cho dù là người thường xuyên ăn cũng không phân biệt được. Đây là một kỹ năng mà một đầu bếp Trung Quốc phải có. Ngự thiện phòng. Lý Kỳ đứng trước một tòa nhà lớn, tường đỏ ngói vàng, ngẩng đầu nhìn tấm biển dát vàng trên cửa chính, thì thào nói. Có thể nói như vậy, tiến vào cánh cửa này chính là giấc mơ của mọi đầu bếp thời này. Mỗi đầu bếp được vào đây làm, cả đời người đó coi như mãn nguyện, không muốn yêu cầu xa vời. Nhưng Lý Kỳ lại không nghĩ như vậy. Thà làm đầu gà còn hơn là đuôi trâu. Lý Đao Đệ, rốt cuộc cậu đã tới, cậu làm ta chờ khổ. Lý Kỳ còn chưa vào, Tà Bá Thanh đã dẫn theo hai trợ thủ đi ra đón chào. Tà đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kỳ chắp tay nhìn Tà Bá Thanh, mặc một bộ chế phục màu da cam, trêu gạo nói. Tà đại ca, huynh mặc bộ này vào trông đẹp trai hơn nhiều. Cậu tha cho ta được không? Ta sắp sầu chết rồi đây. Tà Bá Thanh cười khổ một tiếng, vươn tay nói. Mang vào bên trong. Lý Kỳ vâng một tiếng liền cùng Tà Bá Thanh đi vào. Ở bên trong rất rộng, chia làm hai tầng, thiết bị nấu nướng khá hoàn thiện, mà tiếng ồn ào nối liền không dứt, đủ loại tiếng động của khí cụ vang lên. Đối với những âm thanh này, Lý Kỳ đã rất quen thuộc. Tầng 1 có hơn 10 vị đầu bếp mặc áo xanh lam đang nấu nướng, nấu, thái, rửa rau, vo gạo, động tác rất thành thạo, đều là cao thủ trong cao thủ. Chỉ thấy ở giữa có một cái bàn dài bày biện đủ loại nguyên liệu quý hiếm, làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Có cái gì mà Lý Kỳ chưa từng gặp qua, nhưng thoáng cái mà nhìn thấy nhiều chân phẩm như vậy, liền giống như một kiếm khách tìm thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm vậy, không khỏi phát ra 3 tiếng tán thưởng. Wow, wow, wow. Hắn đi tới rất nhanh cạnh bàn, chỉ vào những nguyên liệu kia, sợ hãi than. Wow, một con sò thật lớn. Wow, một con sâu gióm thật lớn. Tả Bá Thanh lườm hắn một cái. Lý lão đệ, cậu đừng có đùa giỡn thả nữa. Những thứ này rõ ràng là cá muối và hải sâm. Cậu đừng nói là chưa thấy bao giờ. Biết cái gì, cá muối cũng thuộc về sò hến. Lý Kỳ cười ha ha, lập liếm nói. Cá muối thì tiểu đệ đương nhiên thấy qua, nhưng chưa từng thấy một con lớn như vậy, cũng không biết là quan được không. Nói xong hắn cầm con cá muối lên cẩn thận quan sát, gật đầu khen. Ờ, không tồi không tồi, đúng là cực phẩm a. Tà đại ca, chỗ này có bán cá muối không? Để tính toán mua vài chục cân về nấu. Nguyên liệu trong này đều là cực phẩm, ở chợ căn bản là không bán. Mặc dù Lý Kỳ không có tính ham ăn như Ngô Tiểu Lục, nhưng nhìn thấy những nguyên liệu chân quý, ngón trỏ của hắn không khỏi động đậy. Vài chục cân, cho dù ngươi mua nổi ta cũng không có nhiều như vậy cho ngươi. Tà Bá Thanh sao không biết ý của hắn, cười khổ nói. Lão đệ, nhân vật ở đây, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Kỳ không vui nhỉ đi. Tà đại ca, huynh thật quá keo kiệt. Lần nào huynh tới tứ tiên cư của đệ mà đệ chẳng nhiệt tình khoản đãi. Vất vả lắm đệ mới tới được chỗ này của huynh. Huynh lại đối xử với đệ như vậy, thật không có nghĩa khí gì cả. Tà Bá Thanh cười khổ. Không phải ta keo kiệt, chỉ là những thứ này ta cũng không dám động vào. Nói xong y lại nhỏ giọng vào tai của Lý Kỳ. Không dối gì cậu. Về danh nghĩa nơi này cho ta quản, nhưng kỳ thật đều là do hậu cung và các đại thần ở phía sau màn trưởng quản hết à? Wow, có khoa trương như vậy không? Huynh đừng làm cho đệ sợ. Nói thì nói nhưng mà Lý Kỳ vẫn vội vàng trả cá muối lại. Tà Bá Thanh gật đầu, có thầm ý khác cười nói. Đây đều là bạc mà. Lý Kỳ sững sờ lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Ngự Thiện Phòng xác thực là một tòa kim khố hấp dẫn người khác. Ai cũng muốn chia một chén canh từ chỗ này. Nhưng Lý Kỳ vẫn cho rằng Tà Bá Thanh quá thành thật. Đã là của công, tự nhiên là của mọi người, không phải là không lấy được, mà phải xem người có năng lực đó hay không. Phó soái, chừng nào thì ngài nấu ăn, hoàng thượng còn đang chờ. Tiểu thái giám đi theo Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không chút vội vã động thủ liền sốt ruột nhắc nhở. Lý Kỳ nao nao, vỗ đầu nói, à đúng đúng, thiếu chút nữa thì quên chính sự, đều là do cá muối gây họa. Tà Bá Thanh không dám dây dưa thêm ở đề tài này, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, vội nói, đúng rồi, Lý Đao Đệ, ta vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo cậu.
Lý Kỳ cười nói, Huỳnh muốn hỏi Tự Yến sao phải không? Đúng vậy, cậu biết làm à? Biết một ít, tuy nhiên thứ này thật đúng là thứ tốt. Nếu như Huỳnh dùng liên tục một năm, cam đoan sau còn có thể sinh thêm một tiểu tử mập mạp. Lý Kỳ cười hắc hắc nói, thôi thôi, Tà Bá Thanh phất tay, lại nói, thực ra ta cũng nhìn ra vật kia không phải là vật tầm thường, chắc hẳn cậu cũng đã nếm món yến xào mà ta làm. Cậu nói xem, cách làm của ta không đúng hay là nó vốn không có hương vị? Hòa thượng đã phái Lý Kỳ tới nơi này, Tà Bá Thanh biết Lý Kỳ khẳng định biết xử lý thượng yến xào kia. Lý Kỳ cười nói, đều đúng, bản thân yến xào không có hương vị gì cả, hơn nữa cách làm của huynh cũng không đúng. Thực ra nói yến xào dễ làm cũng đúng, không dễ làm cũng đúng, bởi vì bản thân nó không có hương vị. Nếu huynh muốn nó trở nên ăn ngon, vậy thì phải do huynh bố trí hương vị cho nó. Không giống như thịt bò và thịt dê, bản thân nó đã có hương vị đặc biệt. Nhưng yến xào cũng có chỗ đặc biệt của nó. Hương vị của nó nhạt, cho nên có thể nấu với tất cả các món ăn. Hơn nữa, cơ hồ không có bất kỳ nguyên liệu nào tương khắc với nó. Điểm này rất quan trọng, cộng thêm giá trị dinh dưỡng của nó, có thể nói là độc đại một nhà. Tà Bá Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vậy cậu định làm như thế nào? Dùng phương thức đơn giản nhất thôi. Lý Kỳ cười thần bí. Tà Bá Thanh nhìn biểu lộ này của hắn, hưng phấn nói, để ta giúp cậu. Vậy thì không thể tốt hơn. Đám ngựa chùa kia cả ngày ở trong cung nên không biết Lý Kỳ, nhưng thấy Tà Bá Thanh đều nguyện ý là trợ thủ cho hắn thì trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một vài người rảnh rỗi đều vây quanh lại để quan sát. Tà Bá Thanh cũng không ngăn cản bọn họ, dù sao đây chính là một cơ hội tốt để học tập. Chuẩn bị xong, Lý Kỳ nói, làm phiền Tà Đại Ca lấy cho đệ thịt bò, vịt và gà mái. Rất nhanh, những thứ Lý Kỳ cần đã được mang tới. Đầu tiên Lý Kỳ vặt lông gà, vịt, lấy một phần thịt, dùng nước rửa sạch máu, sau đó bỏ hết nguyên liệu vào một nồi nước để đun. Đun một lúc thì vớt bọt, bỏ thêm vào hành, gừng, rượu. Những trình tự này rất đơn giản, nhưng đám ngựa chủ kia thấy đều gật đầu. Mấu chốt ở chỗ Lý Kỳ khống chế hỏa hầu, rõ ràng là hắn đang nấu canh. Nhưng nếu như lửa lớn sẽ khiến nước canh trào ra ngoài, khi đó nước canh sẽ bị biến màu. Nếu nhiệt độ quá thấp thì hương vị rất khó tan ra, nước canh trở nên nhạt nhẽo, mà Lý Kỳ thì khống chế phi thường hoàn mỹ. Tiếp theo Lý Kỳ lại bỏ thêm thịt gà viên để hút cặn trong canh. Chiêu này lần trước, lúc Lý Kỳ làm món khai thủy tùng diệp đã từng dạy cho Tà Bá Thanh, sau đó hắn lại cầm một khối băng. Đợi khối băng này hòa tan thành hỗn hợp nước đá, Lý Kỳ đổ nồi canh vào trong đó, khiến cho mỡ nổi lên mặt nước, gạt bớt mỡ đi, thêm muối ăn vào. Tà Bá Thanh nghi ngờ hỏi, Lý lão đệ, cậu đang làm món gì vậy? Lý Kỳ đơn giản đáp, xong sáu thang. Tiếp theo Lý Kỳ bảo Tà Bá Thanh bỏ yến xào vò trong bát rồi đổ nước ấm vào trong đó. Một hơi làm xong, Lý Kỳ rút cuộc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. Đám đầu bếp ở một bên nhìn đã choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy súp có thể được nấu như vậy. Chỉ thấy bát súp hiện lên màu xanh nhạt của trà, không chút cặn bã nào, đều giơ ngón tay cái khen. Mà Tà Bá Thanh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói, kỹ thuật phối chế súp của Lý lão đệ quá thật là tinh diệu, mỗi một bước có thể nói là hoàn mỹ. Hôm nay Tà Mỗ coi như mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ rửa tay, cười ha hả nói, hờ, cái này có là gì? Ai, lẽ nào cậu còn có thể làm ra canh tốt hơn? Lý Kỳ cười cười, Tà đại ca, việc này nói sau, chúng ta làm việc trước đã. Hắn lấy yến xào ra, dùng cái nhíp nhổ lông bám ở trên, dùng nước sạch rửa 2-3 lần, sau đó thì xé yến xào thành từng sợi, rồi đổ kiềm vào một cái bát lớn, cộng thêm một ít nước sôi. Bỏ yến xào vào, dùng đũa chậm rãi quấy đều, rồi cho ngâm khoảng 1 phút. Đợi yến xào nở ra, lại rửa bằng nước sôi 2-3 lần, tẩy đi chất kiềm, lại dùng vải bố hút nước trong yến xào. Đúng lúc này một thái giám đi tới dò hỏi, Mã phó soái, hoàng thượng bảo tiểu nhân tới xem món yến xào đã nấu xong chưa? Lý Kỳ cười nói, xong rồi. Tà Bá Thanh kinh ngạc hỏi, như vậy đã xong rồi? Rõ ràng nhìn thấy Lý Kỳ dành phần lớn thời gian nấu súp, còn yến xào thì chỉ dùng nước dội qua, cơ hồ chẳng làm gì cả. Lý Kỳ gật đầu, Tà đại ca, mấu chốt của món yến xào này ở chỗ chính là làm nước súp, một bát nước súp thắng trăm vị. Tà Bá Thanh sững sờ, giơ ngón tay cái lên khen, hay, một bát súp thắng trăm vị, lời này rất hay. Lý Kỳ cổ quái nhìn y một cái, cười ha hả, liền sai người bưng yến xào và súp dâng cho hoàng thượng. Thực ra câu vừa nãy hắn chỉ là lừa gạt mà thôi. Đơn giản vì đám người Tống Huy Đông chưa từng ăn qua yến xào, cho nên phải dùng mọi khả năng bức ra hương vị của yến xào. Không ngờ Tà Bá Thanh lại cho rằng lời ấy chí lý. Lúc này Tống Huy Tông đã rời giá tới điện Cảnh Phúc. Một cái bàn dài đặt ở giữa, Tống Huy Tông ngồi trên ghế trên, đám đại thần vương phủ thì phân biệt ngồi trái phải. Lý Kỳ đứng ở trước cửa, đợi tiểu thái giám đi vào thông báo xong hắn mới đi vào. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Lý Kỳ, người chớ làm chậm thất vọng. Tống Huy Tông nói xong có tâm ý khác,
nhìn Cao Kiệt ngồi ở một bên. Lý Kỳ tự nhiên biết Tống Nguyên Tông bảo hắn đừng ném mặt mũi của Đại Tống, gật đầu nói, vi thần tuyệt sẽ không làm hoàng thượng thất vọng. Tốt, trẫm tin tưởng ngươi, mau do nghiến xào mà ngươi làm lên đây đi. Đám người vương phủ Cao Kiệt cũng kiễng chân chờ mong. Vâng. Lý Kỳ thi lễ một cái, sau đó phân phó thái giám trước tiên đặt mấy cái bát ngọc có bạch yến ở cuối bàn. Tống Huy Tông thấy hắn không đặt bát ở trước mặt mình thì kinh ngạc hỏi, Lý Kỳ, lẽ nào món này cũng ăn theo kiểu lẩu? Đồ mồ hôi, lẩu yến sao? Thiệt thòi người nghĩ ra được. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, ngượng ngùng nói, hồi bẩm hoàng thượng, đây chẳng qua là vi thần muốn làm một bước cuối cùng. Nói xong hắn liền dùng thìa múc xong sáu thang đổ vào từng bát. Thực ra hắn làm như vậy cũng chỉ là sợ súp bị nguội chứ không có ảo diệu gì bên trong. Khi nước súp có màu xanh trà đổ ra ngoài, mùi thơm liền lan tỏa xung quanh, khiến cho đám người Tống Huy Tông không ngừng nuốt nước bọt. Sau khi rót xong, Lý Kỳ mới bảo thái giám trình lên. Tống Huy Tông thấy một bước cuối cùng này đơn giản như vậy có chút không ngờ hỏi, thế thôi à? Vâng. Vậy món ăn này của ngươi có tên là gì? Lý Kỳ không do dự đáp, nhất phẩm quan yến. Quan yến? Một người nhạy cảm như vương phủ rất nhanh chụp được sơ hở trong lời nói của Lý Kỳ. Nhưng bản lĩnh lừa dối của Lý Kỳ cũng không phải là nói ngoa. Hắn vừa mới thốt ra lập tức phản ứng tới, vội giải thích. Khởi bẩm hoàng thượng, cái tên này là do hạ quan mới nghĩ ra được. Hạ quan thấy hoàng thượng và các vị đại thần là người đầu tiên ăn món này cho nên mới nghĩ ra cái tên đó. Không tồi không tồi, nhất phẩm quan yến, cái tên rất không tồi. Tống Huy Tông cười ha hả, cúi đầu nhìn bên trong bát, chỉ thấy yến xào trắng tinh được món súp phụ trợ trở nên trong suốt long lanh, giống như tuyết mùa đông treo ở cành cây, cực kỳ xinh đẹp. Trong lòng không thể chờ đợi được nữa, vươn tay ý bảo, chư vị ái khanh cùng trẫm thưởng thức món nhất phẩm quan yến này chứ. Vâng. Đầu tiên, Tống Huy Tông cầm lấy cái thìa, múc một thìa bỏ vào miệng, hương thơm thuần khiết luẩn quẩn trong miệng, y nhẹ nhàng nhắm mắt một bộ hưởng thụ. Món súp này có hương vị đậm đà, dư vị dài lâu, có thể so sánh với món khai thủy tùng diệp lần trước. Thật là kỳ, thật là kỳ. Cao Kiệt bỗng phát ra hai tiếng sợ hãi than. Tống Huy Tông nhớn mày hỏi, món này có gì kỳ quái? Cao Kiệt gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, hạ quan từng có may mắn hưởng qua không ít yến xào, luôn cho rằng hương vị của yến xào cực kỳ bình thường. Thật không ngờ tới yến xào lại mỹ vị như vậy, trơn, mềm, ngọt ngào, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Không sai, giúp yến xào này và cháo yến xào vừa nãy thật khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh. Bạch Thế Trung gật đầu cười, Triệu Dài cười ha ha, ha ha, chủ nghệ của phó soái cả kinh thành đều khen, thứ yến xào nho nhỏ này sao có thể làm khó được hắn. Huỳnh đệ tốt, nói hay lắm. Lý Kỳ khiêm tốn, điện hạ quá khen. Cao vị ái khanh nói không sai, bạch yến này ăn thật ngon. Tống Huy Tông cũng đếm qua một ngụm, quát to một tiếng tốt, hướng Cao Kiệt nói, Cao Kiệt, món yến xào này dù là tiên đan của đại lý các ngươi, nhưng tiếc rằng đại lý của các ngươi không có một người biết chế biến. Theo chậm thấy, chỉ có yến xào trải qua bàn tay của Lý Kỳ mới được xưng là tiên đan. Bệ hạ nói rất đúng. Sắc mặt của Cao Kiệt hơi chút xấu hổ, y lại hướng Lý Kỳ nói, xin hỏi Lý đại nhân đã xử lý yến xào như thế nào? Đồ mồ hôi, đây là bí phương, lão tử sao có thể nói cho ngươi biết được? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, quá trình này rất là phức tạp, một lời sợ khó nói hết. Dừng một chút, hắn lại nói, tuy nhiên, quý quốc đại khái có thể thu thập yến xào, sau đó đưa tới Đông Kinh, ta sẽ đích thân gia công giúp các ngươi. Mặc dù không thể so sánh với món ăn này, nhưng hương vị sẽ trở nên rất thơm ngon. Mọi người nghe hắn nói như vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì phản ứng tới. Bạch Thế Trung càng lắc đầu bất đắc dĩ. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha, Lý Kỳ, tiểu tử ngươi lại dám trao đổi buôn bán ở điện cảnh phúc của trẫm. Lý Kỳ cười hắc hắc, xin lỗi hoàng thượng, thói quen, thói quen. Tống Huy Tông khí phách chỉ tay về phía Lý Kỳ cười nói, tuy nhiên, trẫm phê chuẩn ngươi làm như vậy. Cao Kiệt thầm mắng Lý Kỳ là hạng tiểu nhân hám lợi, nhưng nghĩ lại, hắn làm vậy cũng không có gì đáng trách, mình có thể thử xem. Nhân tiện nói, bệ hạ thánh minh. Sau đó hướng về Lý Kỳ, Lý đại nhân, ở trước mặt hoàng thượng không thể nói đùa, mong ngài chớ gạt ta. Không dám, không dám. Lý Kỳ chắp tay nói, lão tử chỉ cần tiền, không cầu cái gì khác. Vương phủ thấy Lý Kỳ dành hết danh tiếng, có chút không vui, nói, mã phó soái, vừa nãy người nói yến xào có thể so với tiền đàn, nhưng vì sao chúng ta ăn xong vẫn không có cảm giác gì? Tống Huy Tông cũng có vẻ như rất coi trọng điểm này, quang ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ. Còn mẹ ngươi, coi thứ đó là tiên đan thật à? Về nhà đọc thêm chuyện thần thoại đi. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ vương phủ, ngoài miệng thì lại cười nói, hồi bẩm vương phủ, thực ra hiệu quả của yến xào khá chậm, phải dùng một thời gian dài thì mới tới hiệu quả.
Tống Huy Tông vừa nghe, sắc mặt lộ vẻ không vui. Thứ này là do đại lý gửi tới. Hơn nữa, theo Cao Kiệt nói, cho dù là nước đại lý của y cũng có rất ít, sao có thể dùng lâu dài được? Đối với một người muốn sống lâu trăm tuổi như y mà nói, đả kích thật không nhỏ. Lương Sư Thành đứng một bên thấy vậy, nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói. Phó soái, người biết làm món yến xào, chắc hẳn trước kia đã từng nếm qua không ít. Người đây không phải là nói nhảm sao? Thật hay giả lão tử đều nếm qua rồi. Lý Kỳ gật đầu. Trước kia hạ quan xác thực đã nếm qua. Tống Huy Tông lập tức hiểu ra vì sao Lương Sư Thành hỏi như vậy, liền nhìn Lý Kỳ hỏi. Vậy cũng thật kỳ quái. Đây mới là lần đầu tiên chấm nhìn thấy yến xào, không biết ngươi từng nếm qua ở đâu. Lão tử đếm qua ở 900 năm sau, nói ra ngươi có tin không? Mà ngay cả ta cũng không dám tin. Vận mệnh thật là chó má mà. Lý Kỳ biết mình lại nói lỡ miệng, chỉ phải đổ hắc oa lên đầu của cha hắn. Hồi bẩm hoàng thượng, vĩ thần từng có may mắn theo phụ thân tới Lâm An Phúc Châu. Lúc đi thuyền từng nhìn thấy qua yến xào ở một vài hải đảo. Tống Huy Tông bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, hải đảo. Đại tống của trẫm chỗ nào cũng có hải đảo, yến xào tự nhiên không thiếu. Hoàng thượng, vi thần có một lời, không biết có nên nói hay không. Bạch Thế Trung bỗng lên tiếng. Tống Huy Tông nào nào, ai khanh cứ nói, đừng ngại. Bạch Thế Trung nói. Hoàng thượng đại khái có thể mở quan yến tư, lệnh cho Lý Kỳ đảm nhiệm đặc phái yến sử, chuyên môn thu thập yến xào cho hoàng thượng. Cha vợ, ngài đừng đổ thêm gánh nặng lên vai ta có được không? Hiện tại lão tử đã bận tới tối mắt tối mũi rồi. Còn cái gì mà yến sử, người nhà có phải muốn cho ta mệt chết để con gái ngươi thành quả phụ không? Trong lòng Lý Kỳ rất buồn bực, thì không biết Bạch Thế Trung muốn nhân cơ hội này giúp hắn đổi thân phận thành quan văn. Nhưng thức rằng Bạch Thế Trung căn bản không biết, hiện tại Lý Kỳ muốn làm nhất chính là ở Tam Nha, còn chỗ khác thì chả ham. Vương Phủ tự nhiên minh bạch dụng ý của Bạch Thế Trung, vội nói. Hoàng thượng, Lý Kỳ đang đảm nhiệm chức phó đô chỉ của thị vệ mã, chỉ sợ không thể chiếu cố chu toàn. Lời ấy của Vương Tương sai rồi. Tể tướng Lãng Tử Lý Bang Ngạn bỗng nhiên nói. Nếu món yến xào này có ích cho long thể của hoàng thượng như vậy, thì chúng ta, những thần tử, nên suy nghĩ cho long thể của hoàng thượng. Mở yến xào tư là một ý hay. Đương nhiên, nếu Vương Tương có nhân tuyển tốt hơn thì không ngại nói ra. Hỏi cũng như chưa hỏi. Hai mắt của Vương Phủ hiện lên một tia sáng, khóe miệng khẽ nhếch. Ý biết trong thiên hạ này không chỉ có ai thích hợp hơn Lý Kỳ đảm nhiệm vị trí đó, cắn răng cười nói. Tả tướng nói rất đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Nói tới đây, y bỗng nảy ra một ý hay. Đã Lý Kỳ nói yến xào bình thường sinh trưởng ở Lâm An Phúc Châu, sao hoàng thượng không phái Lý Kỳ tới đó? Như vậy càng dễ dàng hơn cho việc thu thập yến xào. Còn mẹ ngươi, thật là thâm độc, chỉ dựa vào một món yến xào đã muốn đuổi ta tới Giang Nam rồi. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, cau mày âm thầm suy nghĩ đối sách. Sắc mặt của Bạch Thế Trung cũng rất ngưng trọng. Ông ta vốn định giúp Lý Kỳ một tay, không ngờ lại hại hắn. Tống Huy Tông híp mắt, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lý Kỳ. Lý Kỳ, người thấy như thế nào? Ta đương nhiên phản đối, mẹ nó, trước khi sỉ nhục Tĩnh Khang xảy ra, kiểu gì lão tử cũng phải nỗ lực. Lý Kỳ hơi trầm ngâm. Có thể phân ưu cho hoàng thượng, vi thần tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đừng nói là một giang nam nho nhỏ, cho dù là muốn vi thần lên núi đao, xuống biển lửa, vi thần cũng sẽ không nhíu mày. Tuy nhiên, có lẽ Vương Tường có điều không biết. Thu thập yến xào không khó, bảo quản yến xào mới là khó nhất. Vi thần cho rằng vi thần lưu tại kinh thành xử lý những yến xào thu thập tới mới là biện pháp tốt nhất. Dù sao ở thời này không có ai biết về yến xào, cho nên hắn muốn nói thế nào thì nói. Vương Phủ nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, lẽ nào tiểu tử này là khắc tinh của mình. Tống Huy Tông nghe hắn nói có lý, gật đầu, không sai, nếu người đi, cho dù có thu thập được yến xào thì cũng không có người nào đâu giúp chấm. Dừng một chút thì lại nói, Lý Kỳ tiến lên nghe phong. Có vi thần, hôm nay chấm đặc biệt phong ngươi làm đặc khiển quản yến sử, chính tứ phẩm, chuyên môn quản lý thu thập yến xào. Nói xong, Tống Huy Tông lại hướng về Bạch Thế Trung. Mặt khác, việc mở quan yến tư giao cho Bạch Ái Khanh. Dù sao chức quan của Lý Kỳ vẫn quá nhỏ, cần một vị đại thần áp trận thay cho hắn. Cựu thần lĩnh mệnh. Vi thần khấu tạ hoàng ân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Kỳ tranh thủ thời gian hành lễ nghĩ bụng, ha ha, hợp tác với cha vợ, chẳng phải mọi chuyện đều nằm trong tay ta? Tống Huy Tông cười gật đầu. Việc này dừng ở đây. Lý Kỳ, người lưu xuống trước đi. Đợi tí nữa chấm còn có việc phân phó cho ngươi. Còn có việc. Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ. Đi ra đại điện, hắn lại tới ngự tiện phòng tìm Tả Bá Thanh. Mặt dài mày dạn nói mình chưa ăn cơm, liền dùng bào ngư vây cá nấu mấy món giải quyết cơm tối. Ăn miễn phí chính là sướng nhất. Lý Kỳ vừa ăn xong, còn chưa kịp lau miệng đã bị Tống Huy Tông gọi tới.
Lần này trở lại đại điện, chỉ có Tống Huy Tông, Lương Sư Thành và một vài thái giám, cung nữ, các đại thần đều đã rời đi hết. Lý Kỳ vừa mới đi vào, Tống Huy Tông nói, thì vệ mã phó đô chỉ kiêm đặc khiển quan Yến Sử Lý Kỳ tiến lên nghe phong. Lại phong, vẫn chưa hết à? Lý Kỳ tranh thủ thời gian hành lễ. Hôm nay trẫm phong ngươi làm phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng. Mẹ, ai muốn làm phó tổng quản chó má của ngươi? Lý Kỳ giật mình. Nếu như nói chức quan Yến Sử, Lý Kỳ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vậy thì chức phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng này, Lý Kỳ thực sự không muốn. Một khi tiến vào Ngự Thiện Phòng, hắn sẽ mất đi tất cả. Chỉ sợ cả đời này đều chỉ có thể loanh quanh với dầu muối tương giấm. Thực ra trước khi tới Bắc Tống, hắn định vị đó là nhân sinh của mình. Nhưng giờ đây, hắn thực sự không muốn như vậy, cũng không thể làm như vậy. Lúc trước Bạch Thế Trung cũng đã từng ném cành ô liu cho hắn, tuy nhiên hắn quyết đoán cự tuyệt. Thẳng tới hiện tại, hắn cũng không muốn thay đổi suy nghĩ của mình, cũng muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hiện tại, hắn đối diện không phải là Bạch Thế Trung mà là đương kim hoàng thượng. Cãi lời thánh ý chính là tử tội à? Điều này đối với Lý Kỳ mà nói không thể nghi ngờ là một tin dữ. Mồ hôi rất nhanh chảy đầy trán hắn, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Lương Sư Thành đứng một bên, thấy Lý Kỳ còn không tạ ơn, vội nói, mã phó soái còn không mau tạ ơn thánh thượng. Vi thần, Lý Kỳ lộ vẻ khó xử ấp úng nói, trong lòng thì nóng như lửa đốt. Sắc mặt của Tống Huy Tông không vui. Sao vậy? Lẽ nào Ngự Thiện Phòng của trẫm kém phòng bếp của Túy Tiên Cư các người? Đương nhiên là kém, ở Túy Tiên Cư lão tử là chủ, mà đây không nói tới Tả Bá Thanh, cho dù là đám đại thần, đám đường đường kia cũng đủ trình tay lên bờ xuống ruộng rồi. Những lời này không thể nói ra, Lý Kỳ ngượng ngùng nói. À không, không phải, chỉ là điều này, Tống Huy Tông cau mày. Điều này điều kia cái gì? Người có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Là người bảo ta nói thẳng đấy nhá, Lý Kỳ quát miệng nói. Hoàng thượng, vi thần thật không muốn tới Ngự Thiện Phòng. Lớn mật, Tống Huy Tông vỗ bàn, long nhan giận dữ. Lương Dư Thành nghe mà đổ mồ hôi lạnh, lá gan của người này thật là quá lớn à. Còn mẹ ngươi, là ngươi bảo ta nói thẳng, nói xong ngươi lại tức giận, ngươi có thể nói lời giữ lời được không? Lý Kỳ cái khó ló cái khôn, vội nói, hoàng thượng bớt giận, vi thần cũng chỉ là nghĩ cho tiền đồ của mình mà thôi, mong rằng hoàng thượng có thể tha thứ cho sự ích kỷ của vi thần. Ích kỷ? Tống Huy Tông nghe ra lời này của hắn có ý khác thì cau mày. Ngươi nói tiếp đi, trẫm muốn xem ngươi ích kỷ như thế nào. Vâng. Lý Kỳ chắp tay nói, vi thần có thể có ngày hôm nay toàn bộ là nhờ hoàng đế đề bạt. Nói theo cách khác, nếu hoàng thượng không thích đồ ăn do vi thần làm thì vi thần cũng không có địa vị như ngày hôm nay. Tống Huy Tông nghe hắn trước sau thì mâu thuẫn, ngắt lời. Người minh bạch là tốt rồi, vậy vì sao ngươi không muốn tới Ngự Thiện Phòng? Lý Kỳ không đáp mà hỏi ngược lại. Xin hỏi hoàng thượng đã từng nghe qua từ cự ly Mỹ? Cự ly Mỹ? Tống Huy Tông nghĩ một lát lắc đầu. Cự ly Mỹ là sao? Lý Kỳ đáp. Cự ly Mỹ là một loại mệt nhọc thẩm mỹ. Bất kể là món ngon cỡ nào hay đầu bếp lợi hại cỡ nào, nếu hoàng thượng ngày nào cũng ăn, năm nào cũng ăn món vi thần làm thì sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cái cảm giác mệt mỏi, rồi sau đó sinh ra một cảm giác mâu thuẫn. Đến lúc đó chỉ sợ hoàng thượng thấy cơm rau dưa của nông dân còn ngon hơn đồ ăn do vi thần làm. Vi thần thực không hy vọng ngày đó xuất hiện, cho nên vi thần hy vọng vi thần có thể xuất hiện đúng lúc nấu món ăn ngon cho hoàng thượng khi hoàng thượng muốn thay đổi khẩu vị. Chỉ có như vậy vi thần mới có thể làm thức ăn cả đời cho hoàng thượng. Tống Huy Tông nghe xong sững sờ một lát, chợt cười lên ha hả. Lương Sư Thành cũng buồn cười. Người không muốn tới Ngự Thiện Phòng cũng đâu cần lôi kéo nhiều đạo lý như vậy. Tuy nhiên, hắn nói những lời này thật hay. Hai tên đồng bóng, có gì mà buồn cười? Chưa từng học qua Mỹ học à? Người không có văn hóa của thời này, sao mà kiêu ngạo như vậy? Lý Kỳ cúi đầu âm thầm khách sáo hai người một phen. Cử ly Mỹ, ha ha ha, thú vị, thú vị. Tống Huy Tông cười một lúc mới dừng, bỗng nghiêm túc nói. Tuy nhiên, cho dù ngươi có nói hay hơn nữa, chức phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng ngươi không thoát được. Mà ơi, ngươi giảng giải chút đạo lý có được không? Cẩn thận lão tử bất chấp nguyên tắc của mình, bỏ thêm vài gia vị đặc biệt vào bát của ngươi bây giờ. Trong lòng Lý Kỳ rất khó chịu. Nếu hắn tới Ngự Thiện Phòng thì mọi cố gắng trước kia của hắn đều uổng phí, công việc huấn luyện kia cũng xong rồi, bảo hắn sao có thể đáp ứng? Tống Huy Tông đầy ý cười nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ, có phải trong lòng ngươi đang giận trẫm? Vi thần không dám. Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngoài miệng ngươi nói không dám, nhưng trong lòng khẳng định âm thầm phê bình trẫm. Ngươi biết là tốt rồi. Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười. Hoàng thượng minh giám, cho tới tận bây giờ, vi thần chưa từng cho phép mình hoặc cho phép người khác nói nửa câu bất kính với hoàng thượng. Tài ăn nói của ngươi thật không thua kém tài nấu nướng của ngươi bao nhiêu. Tống Huy Tông cười cười, lại thở dài. Ai, Lý Kỳ, thực ra bằng tài nấu nướng của ngươi, trẫm đã triệu ngươi tới Ngự Thiện Phòng từ sớm.
nhưng chấm một mực không làm như vậy, người có biết vì sao không? Lý Kỳ lắc đầu, vi thần không biết. Tống Huy Tông cười nói, còn không phải vì cự ly Mỹ mà ngươi nói. Chấm cũng hy vọng lúc chấm vi hành có thể thưởng thức mỹ thực như ở nội cung. Nhưng lúc này bất đồng, chấm bố trí ngươi làm phó tổng quản của Ngự Thiên Phòng, thực ra là có nhiệm vụ giao cho ngươi. Không phải là phái ta ra ngoài đấy chứ, hiện tại lão tử cũng không muốn đi công tác. Lý Kỳ bất an hỏi, nhiệm vụ gì? Tống Huy Tông nói, chậm tính toán để ngươi tham dự yến tiệc bốn nước. Yến tiệc bốn nước? Yến tiệc bốn nước là cái gì? Lý Kỳ chỉ nghe qua G7, G8, chưa từng nghe qua yến tiệc bốn nước. Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi, cái gì? Ngay cả yến tiệc bốn nước mà ngươi cũng không biết? Lý Kỳ thành thật lắc đầu, trước đây vi thần một mực ở trốn Thâm Sơn Cùng Cốc, chưa từng nghe nói tới yến tiệc bốn nước. Tống Huy Tông gật đầu, tỏ vẻ lý giải, hướng Lương Sư Thành nói, ngươi giải thích cho hắn. Vi thần tuân mệnh. Lương Sư Thành hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái, sau đó mới giải thích cho Lý Kỳ. Thì ra bốn nước là chỉ Tây Hạ, Tống, Liêu và Đại Lý, là do nước Tống phát động, 3 năm tổ chức một lần. Mỗi quốc gia sẽ phái ngự trù của nước mình tới dự thi, có thể nói là thịnh yến của thời phong kiến. Nhưng giờ nước Liêu đã bị chiếm gần hết, cho nên năm nay nước Kim thay thế nước Liêu, còn hơn 2 tháng nữa là tới yến tiệc. Đợi Lương Sư Thành nói xong, Tống Huy Tông mới nói, người nghe rõ ràng chưa? Thì ra yến tiệc bốn nước chính là cuộc thi giành chức chùa vương của thời phong kiến. Ha, thực sự là hù chết mình. Lý Kỳ gật đầu nói, nghe rõ. Tống Huy Tông nói, 2 lần trước đều do Bá Thanh tham gia, nhưng giờ Bá Thanh đã lớn tuổi rồi, có lòng mà không đủ lực, cho nên chậm mới quyết định cử người thay hắn. Chậm phòng người là phó tổng quản của Ngự Thiên Phòng, cũng chính là vì có thể để cho người tham gia yến tiệc bốn nước lần này. Lúc bình thường người cũng không cần phải tới nội cung, tiếp tục làm phó đô trì và quản yến sử của người đi. Còn mẹ ngươi, vậy mà không nói sớm, làm hại lão tử thiếu chút nữa thì lên cơn đau tim, không phải là yến tiệc bốn nước sao? Có gì đặc biệt hơn ngươi? Lý Kỳ vừa nghe thì không cần phải tới nội cung nấu ăn, lập tức chuyển buồn thành vui, vội nói, vi thần minh bạch. Tống Huy Tông ừ một tiếng lại nói, ngươi cũng được cao hướng quá sớm. Lần yến tiệc bốn nước này, chậm nhất định phải thắng. Nếu như ngươi thua, chậm nhất định không tha cho ngươi. Thực ra Tống Huy Tông là một hoàng đế tranh cường háo thắng, chỉ là dùng sai chỗ mà thôi. Nếu y đặt kết tâm háo thắng ở quân quốc đại sự thì sao có thể xuất hiện sỉ nhục Tĩnh Khang? Người nói như vậy không phải là tạo áp lực cho ta hay sao? May mà năng lực kháng áp của lão tử rất mạnh, bằng không tới lúc thi đấu hai tay lại phát run. Lý Kỳ rất oán niệm với sách lược cưỡng chế của Tống Huy Tông, nhưng ai bảo y là hoàng thượng, hắn cũng chỉ có thể cam đoan. Xin hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định sẽ không làm nhục sứ mạng. Tống Huy Tông gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, đến lúc đó người có thể dùng món vô tướng để tham dự. Về nguyên liệu, người không cần phải lo lắng. Đổ mồ hôi, ngay cả gạo và muối ngươi còn không phân biệt được thì đừng đứng ra chỉ huy ta. Khóe miệng của Lý Kỳ hơi co quắp. Hồi bẩm hoàng thượng, để làm món vô tướng kia ít nhất phải mất 3 ngày 3 đêm, mà lại chỉ có thể làm ở phòng bếp, không thể làm ở yến hội được. Tống Huy Tông nhớ tới nguyên liệu làm món ăn kia thì nhất thời đau đầu. Ai, đã như vậy thì người tự quyết định đi. Thế thôi, người lùi xuống đi. À đúng rồi, quán bar của người chuẩn bị mở vũ hội gì gì đó nhỉ? Lương Sư Thành vội nhắc nhở, hoàng thượng là vũ hội hóa trang. À đúng đúng, vũ hội hóa trang. Tống Huy Tông cười ha ha, hướng Lý Kỳ nói, vũ hội hóa trang của ngươi nghe qua có vẻ thú vị. Lý Kỳ cười hắc hắc, hoàng thượng, không phải vi thần khoác lác, tuyệt đối là thú vị. Thực không biết làm sao ngươi có thể nghĩ ra được lắm trò quái đản như vậy. Tống Huy Tông cười ha ha, không biết ngươi tổ chức vũ hội hóa trang có mục đích gì. Lý Kỳ cũng không dám nói mục đích thật của mình ra, chập tài đáp, vi thần không dám lừa hoàng thượng, vi thần làm như vậy chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn mà thôi. Tống Huy Tông cười ha ha, coi như người thành thật, lùi xuống đi. Vi thần cáo lui. Đi ra đến điện tiền tư, hắn vội vàng tới Ngự Thiện phòng, chỉ thấy Tả Bá Thanh đã đứng ở trước cửa cười ha ha nói, ta biết ngay, cậu nhất định sẽ tới tìm ta. Lý Kỳ nhớn mày khó chịu nói, thì ra Tả đại ca đã sớm biết việc đó. Tả Bá Thanh cười gật đầu, không sai, không dối gì cậu, chính là ta đề cử cậu tham gia yến tiệc bốn nước lần này. Cái gì? Lý Kỳ kinh hô một tiếng, oán giận nói, Tả đại ca, việc này huynh làm thật không hiền hậu. Tả Bá Thanh sững sờ, lẽ nào cậu không muốn tham gia? Tiểu đệ đương nhiên là nguyện ý, nhưng trước đó huynh cũng nên thông báo với đệ một tiếng chứ. Lý Kỳ buồn bực nói, nếu biết trước thì vừa rồi hắn đã không bị Tống Huy Tông dọa cho chết khiếp. Tả Bá Thanh cười ngượng ngùng, thực ra ta cũng muốn thông chi với cậu một tiếng, nhưng vừa rồi quá tập trung vào việc nấu nướng cho nên quên mất việc đó. Việc này cũng có thể quên, đúng là chủ si. Trong lòng Lý Kỳ rất tin tưởng,
giờ nói cái gì cũng vô dụng, nhân tiện nói. Tạ đại ca, huynh vẫn còn trẻ, vì sao không tự mình tham gia? Tài nấu nướng của huynh đâu có kém gì đệ. Cậu không cần phải định nọt ta, tài nấu nướng của ta như thế nào trong lòng ta biết rõ. Tạ Bá Thanh nhìn rất thoáng chuyện này, bỗng nhiên lại thở dài, áy náy nói. Nói ra thật xấu hổ, lần trước ta đã phụ Thái Ngân, bại trong tay của nước Liêu, khiến cho Hoàng thượng và Đại Tống hổ thẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 63 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 64.